đó thì em cũng có suy nghĩ là phải cưới chồng thiệt giàu, là phải quen toàn đại gia, đi ô tô này kia. Mời em giới thiệu. Xin chào anh Quốc Thuận, xin chào chị Hồng Vân, xin chào khán giả ạ. Em là Lê Thị Thu Hà, năm nay em 25 tuổi và em đang làm công việc kinh doanh mỹ phẩm ạ. Dạ xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cùng quý vị khán giả. Em tên là Đức Anh, năm nay em 33 tuổi, em đang làm chuyên viên của Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai. Hơn bà xã tới 8 tuổi luôn á hả? Dạ. Hai vợ chồng các em là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, hai vợ chồng em thì quen nhau qua mạng. Lúc đó là em cũng là đang kinh doanh mỹ phẩm ấy. Thì anh có nhắn tin rồi theo đuổi em mà lúc đó em là sinh viên. Thì... Nhắn tin gì? Đòi mua mỹ phẩm hay là... Dạ không, nhắn tin cua thôi. Vậy hả? Dạ. Mà sao Đức Anh lại biết cái Facebook của cô này? Tại vì kiểu như giờ nghỉ trưa anh là mình rảnh rảnh mình coi mình sợ thấy cái này cũng được nên là mình nhắn tin cua. Cái câu đầu tiên em nhắn là nhắn sao em? Nhắn chào hỏi rồi ăn cơm chưa chứ con kia. Có cái trả lời sơ qua thôi còn hoặc là không trả lời luôn. Nhưng không biết sao có 3 năm sau ấy thì anh vẫn tiếp tục nhắn tin cho em nữa. Trời ơi, trong 3 năm đó là anh có thường xuyên là nhắn tin trao đổi với em không? Dạ không, lâu lâu thôi. Cứ nhắn tin xong bật thời gian rồi lại quay lại nhắn tin giống tiếp. Kiểu hên xui ấy. Xong giống rồi... như mình bỏ vốn đó phải không em? Bỏ vốn như vậy là em cũng nhắn nhiều Facebook khác nữa. Nghĩa là xong rồi đến đâu có một ngày đó mưa mưa tình cờ thôi. Anh cô ấy bảo em mới đồng ý đi uống nước với em. Xong rồi đi ăn uống kia. Thì nhìn thấy tướng tiểu thư này chắc cũng ỏ nẻn thôi. Em kêu lên dưới cái chân gà. Bảo em chơi luôn, xé tay ra ăn luôn, ăn hết luôn. Thêm đi nữa luôn. Như vậy là 3 năm sau tụi em mới gặp nhau ngoài đời lần đầu tiên á. Dạ. Phải không? Thì em gặp ngoài đời thì em thấy sao? Lần đầu tiên ấn tượng lần đầu tiên á. Dạ em thích lắm. Mà xinh không? Dạ, xinh giống hình nền không? Dạ. Vậy còn em thì sao? Thì ra uống cà phê thì thấy anh này cũng nói chung là tính tình cũng thiệt ấy. Cách anh nói chuyện không có đi qua như mấy chàng trai khác. Thì mình cũng có cảm tình ngay lúc chắc đầu. Chắc là cũng đi ăn với chân gà với nhiều chàng trai khác lắm rồi nè. Dạ đó thì em đi với nhiều rất là nhiều bạn bè luôn. Bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? 2-3 tháng sau thôi. Em bỏ vốn vô nhiều không? Có mà 2 đứa chân gà thôi. Còn có 2 dĩa thôi. Ủa, là sau đó là không có, có... Không có nhưng mà vợ xử lý hết. Em trả tiền hả? Dạ. Ồ sao kỳ vậy? Ảnh có trả tiền cho mình lúc đầu thì mình cũng xã giao, mình cũng trả tiền qua lại cho ảnh lúc sau. Hai vợ chồng cứ trả qua trả lại thôi chứ không có cố định là một mình anh phải trả. Đó có xem hay quá vậy. Em cố tình em thử cũng... lòng thôi đúng không? Chứ em đi làm em thấy là nhiều cô cũng đẹp vậy nhưng mà anh giống kiểu bào quá bỏ chạy luôn đó. Bào quá. Còn có thử có nhiều cách khác nữa không? Em đến đón đi chơi, em lấy xe điện em chở đi. Xe đạp điện. Và lúc đó em có nghĩ ảnh là khó khăn không? Dạ thì lúc đầu em cũng nghĩ là anh đang khó khăn. Em thì không có quan trọng lắm cái việc là người yêu mình phải giàu vậy á. Quan trọng là người ta có ý chí làm thôi. Nhưng không biết sao gặp anh này thì em thay đổi hoàn toàn hết. Bao lâu thì mới là chính thức quen nhau, yêu nhau? 3 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Hôm đấy nói quen nhau là vợ đồng ý rồi. Nhưng mà bà kêu thôi dẫn về cho ba má xem chỗ bạn con như nào á. Cái bà kêu thôi chắc chú cháu mình làm tí. Nhậu đâu từ 8 giờ đến tầm 12 giờ hết thùng bia rồi. Chú kêu chứ, bà kêu chứ, thôi chắc làm chú 3 ly rượu nữa đi. Làm tiếp tới 2 giờ sáng luôn. Kiểu như là thử mình xem là có lầy lội là nhà hay không á. Xong đó sau em thấy ba cũng mệt rồi. Em bảo thôi chú cho con mệt, con xin phép con ngủ. Thế là coi như là hôm đấy xong qua vòng đó. Là qua rồi. Cái vòng phụ huynh đó đúng không? Lúc đó ba cũng vào nói với em mà ba thử nó cho nó say mà đô nó cao quá, ba chịu hết nổi, ba ngủ đi. em có đưa bạn này về nhà bên em không? Dạ có. Lúc mà em quen vợ em á, em không nghĩ rằng lúc đó nó xảy ra quá nhiều cái biến cố đấy. Bố em ốm trong vòng một tháng nữa, đúng một tháng, mất luôn. Nhưng mà lúc đó em quen rất nhiều cô lắm, cũng nhiều. Nhưng lúc đó nhìn có mối vợ đến phụ em. Em thấy luôn kiểu là ông trời sắp xếp cho mình. Xong rồi sau đám ấy thì em cũng nhấn về với thiệu mẹ đây là người yêu con kia đó. Vợ em giống kiểu một món quà ông trời sắp đặt cho em. Nên rất quý. Và từ cái lúc quen nhau cho đến lúc cưới đó là bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Trong 3 năm đó các em có ở chung với nhau không? Dạ có ạ. Lúc mà gần cưới thì cách mấy tháng ấy, gần hết sinh viên rồi thì ký túc xá cũng sửa lại.
người ta không có cho sinh viên ở nữa. Thì em cũng tính đi tìm trọ, nhưng anh này nói thì đúng, thôi anh ở chung cư. Nên là qua ở với anh. Tại vì lúc đó anh không phải sống một mình, tại có mẹ anh nữa. Nói chung là mẹ anh cũng có xuống nhà em, cũng nói là ừ thôi cháu giờ nó không ở được ký túc xá thì thôi cho qua đấy, tôi nấu cơm rồi nấu đồ ăn cho ăn rồi đi học về về vậy đó. Thế là ba mẹ em cũng đồng ý. Mới đầu thì kêu về ở với mẹ. Mẹ dụ á, mẹ chồng là người dụ em về á. Về ở chung với mẹ nhưng mà có ở phòng mẹ không hay là ở phòng khác? Em ở phòng khác. Phòng đó mấy người? Dạ có hai người. Rồi thôi, vậy biết rồi. Nhưng mà mẹ thì sao, mẹ em? Mẹ em thì lúc đầu thì không có biết em ở chung với ảnh đâu. Cứ nghĩ chắc ở nhà thôi, nhưng là ngủ với mẹ. Với lại là mẹ có lên thì mẹ cũng không có ở lại buổi tối á, cho nên mẹ cũng không có biết. Thương các em ở suôn sẻ đến cái ngày cưới là nó suôn sẻ đúng không? Suôn sẻ tới ngày cưới thôi, là do là nhiều khi có một mình em lo đám cưới thôi. Lo quá đến lúc mà ngày mai cưới rồi á, nhìn tối nay nó sốt mà sốt giống kiểu sốt siêu vi chị. Mờ mắt luôn, em không thấy đường luôn. Cũng may á có cái anh bác sĩ ở gần nhà, anh mới sang anh truyền cho cứ 2 tiếng một chai hạ sốt. 2 tiếng sốt truyền tới sáng luôn đó. Đến lúc mà đi xuống nước dâu người ta cũng bia đúng không? Em lại có cái 2 viên hạ sốt trong đó. Trong nước lọc á. Cầm này nè, cứ người ta uống mình uống, người ta uống mình uống. Trời tội nghiệp không? Nhưng mà lấy vợ xong thì thấy hết là hết. Sau sốt. Đêm tân hôn là hết sốt luôn anh. Tụi em là lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 1 năm 2 tháng rồi ạ. Có em bé chưa? Dạ chưa ạ. Chưa, chắc là cũng biết được tật xấu của nhau đúng không? Dạ nhiều lắm ạ. Nhiều lắm ạ. Chồng em thì ở dơ cực kỳ. Thì bình thường đi chơi với mình thì đưa đón mình thì chứ ảnh biết là hôm nay đi chơi với mình cho nên là tắm rửa sạch sẽ rồi xịt dầu thơm thơm phức ra mình đâu có biết đâu. Nhưng khi mà mình về mình ở chung á thì biết là không có tắm. Thế là ổng sợ tắm rồi sao? Em cũng không biết nữa, nhưng ban ngày thì có tắm rồi xịt dầu thơm đi làm, nhưng buổi tối về thì không có tắm. Buổi tối về là mình hửi hết. Là nhậu về sợ chết. Tắm lên một cụ như thế thôi, nhưng mà ngày nào cũng nhậu về thành ra cũng vậy thôi. Rồi cái tật xấu gì nữa? Là nhậu nhiều á chị. Tuần là đi hết 6-7 bữa luôn. Ủa bây giờ vẫn còn hả? Dạ. Vậy là sẵn em mong muốn chồng mình thay đổi cái gì không? Em mong muốn là chồng em bớt nhậu lại, về sớm với em và dành nhiều thời gian cho gia đình thôi. Dạ. Tại chồng em là cũng như là tuyệt vời lắm. Chỉ có nhậu là hơi làm em buồn thôi, chứ còn chiều em cực kỳ chiều. Vợ thích cái gì cũng làm, vợ sai cái gì cũng làm. Nói chung là nhiều khi mà em ở trong phòng á, em khát nước, anh ơi ra lấy cho em ly nước, anh ơi em thèm xoài nửa đêm nữa không vậy á. Anh đang ngủ mà em gõ, anh em nói là anh chạy ra anh lấy hết. Chỉ có cái việc là nhậu thôi. Rồi giờ tới bạn đó. Và em à, có một cái đam mê là giống kiểu là muốn làm cái gì làm liền, đang thèm cái gì đó từ từ đi mua, không phải đi ngay, phải làm ngay. Nít mà em chấp làm cái gì mà mỗi lần mà không làm đúng ý là có ngắt có nhéo rồi nguyên cánh tay luôn, anh coi như là không còn chỗ trống luôn, thật quá bức xúc quá không làm được á. Biết rồi, đưa tay lên làm phập lên đầu cắn hả? Cắn chồng cắn hả? Ồ vậy tay đó hả? Rồi tay trái này phải là ngực kia tùm lum hết rồi. Từ khi em đang ngủ mới kiểu đi xỉn nhậu vậy, nhưng nghe nói phát trời rồi, nguyên một dấu răng ngay đây cắn ở đây là cưng em ơi, cưng cưng thì mới cắn đây. Đau lắm, rất là đau. Trời, tôi muốn cắn mỗi lần cắn mình quạo mình chết rồi, nó cưng gì mà cưng đau lắm đau. Nhưng người vợ người ta đang cưng chồng người ta mới cắn. Ý là vậy, còn em đau kệ em. Nhưng mà bây giờ cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi nhất là điều gì? Em mong muốn là vợ chịu khó ăn uống xíu. Khi vợ làm quá quên cả ăn luôn đó. Ngày ăn bữa hai bữa vậy đó, ăn lặn xạ vậy đó. Em mong muốn là thì lúc nào đó anh mà không có thời gian mà chăm cho em á thì em cũng phải tự biết chăm cho tự mình, biết đúng không? Ăn uống mà đừng có quên ăn. Khi mà một người ốm là rất là nhiều chuyện xảy ra, nó mệt. Em lo rồi thôi. Đúng rồi. Dạ tại vì công việc của em ấy thì nhiều khi đang nhắn tin với khách hàng hoặc là đang training các bạn ấy thì mình đang hứng như vậy ấy, mình không có dừng lại mình ăn được. Nhưng khi mà qua cái cử đói bụng á, thế là mình không có thèm ăn nữa. Thì bây giờ em phải sắp xếp. Nhiều khi các bạn gọi đột xuất cho mình ấy chị. Thì đó, dạ. Ý chị mới nói là bây giờ em phải tìm đổi lại cái phương pháp ăn. Ví dụ như thay mình không đúng bữa thì mình sẽ ăn, mình ăn theo kiểu mà ăn vặt á, ăn nhiều bữa. Đó, cứ tranh thủ ăn được là mình ăn thôi. Chứ cái lúc mà cái sức mình bắt đầu nó cụp xuống rồi á là vực lên không có nổi luôn. Đó, rất là nguy hiểm, đó là chồng cưng quá, chồng mới để ý vậy đó. Còn cái chuyện nhậu của chồng thì thực sự đây là nan giải. Tại vì cái công việc của chồng em á, đối tác, bạn bè đủ thứ đúng không em? Bây giờ cũng hạn chế rất nhiều á. Bằng hết khả năng của mình em có thể
cái nào mà em có thể chừa được hoặc là cancel được cái đó thì em cố gắng dành cho vợ. Biết là em cưng em chiều vợ đó, nhưng cái thời gian để cưng chiều đó nó ỏi quá thì chạnh lòng á em. Thực sự là chạnh lòng. Với lại bây giờ là chưa có em bé nha, cái lúc mà nhất là những lúc cấn bầu á, trong cái thời gian mà 9 tháng 10 ngày á, là cái thời gian nó dễ tủi thân lắm luôn. Rồi xong rồi sanh ra rồi ha, còn tủi thân hơn nữa nếu như mà bên cạnh mình không có người chồng của mình. Thì cái việc này là hai em phải tự sắp xếp thôi, chứ không ai có thể can thiệp được trong cái cuộc sống gia đình của tụi em. Đúng không? Cô muốn có em bé chưa? Dạ em thì chưa, tính sang năm nữa cơ. Bé nó 25 mà, bé nó mới 25 thôi. Đúng rồi, lo công việc và lo tận hưởng cuộc sống. Thôi chúc luôn cho đi hai em nghe, mọi thứ suôn sẻ, công việc thuận lợi, phát triển nha. Qua năm sau, muốn gì có đó. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn hai em.